eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Xin chào anh em nha. Hôm nay thì shop xin giới thiệu anh em một chiếc Exciter 155 VVA, một trong những chiếc đầu tiên của shop là ghé shop Lux Marquee nha anh em. Đây, chiếc này đến từ EK nha. Đó, thì trên tay mình đang là cái remote của cái Marquee. Đây là cái remote này, là anh em có thể quan sát cái dòng series ở trên cái remote này. Đó. Rồi. Cái này là vừa shop mình vừa mới lắp xong luôn. Thì hôm nay mình vừa lắp xong thì mình show cho anh em xem. Đây, về cái dàn điện nha anh em. Thì chắc là anh em theo dõi mình thì cũng có một vài cái video clip trước mình đã đăng cho anh em xem về những cái nâng cấp bên mình rồi. Thì đây là bộ Smarty của Honda. Honda thì bên mình nâng cấp lên. Đây các bạn, full giắc cắm nha anh em. Và không có cắt dây nhợi trên xe, tích hợp mở yên điện trên remote luôn. Nó rất là nhiều tính năng. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xem nha. Cái bộ này thì bộ này là bộ zin chính hãng của SH, cho nên là nó chỉ có những cái tính năng giống như SH thôi, không có những tính năng rồi. Còn như anh em nào muốn lắp thêm chống cướp này nọ thì chúng ta nâng cấp thêm nha anh em. Đầu tiên đó là tính năng tìm xe trong bãi, thì chúng ta sẽ tiến hành là nhấn vào cái nút trên cùng đó, thì nó sẽ cho phép chúng ta là tìm xe có tiếng kêu. Còn các bạn nào mà muốn không có tiếng kêu mà muốn nháy đèn thôi thì chúng ta nhấn giữ cho mình cái nút trên remote này, nó chuyển qua cái đèn màu đỏ thì nó sẽ tiến hành là tìm xe không có tiếng kêu đó, các bạn thấy không ạ. Đó rồi, chức năng tiếp theo đó là chức năng chống dắt. Chức năng chống dắt thì chúng ta sẽ tiến hành là bấm một cái, thì lúc này chúng ta chỉ cần là rung động nhẹ trên xe thôi là nó sẽ kêu ngay lập tức liền đó, các bạn thấy không ạ. Tắt chống giác thì bằng cách là chúng ta nhấn nút tìm xe một lần. Đó, như lúc nãy chúng ta đã tắt cái âm thanh của tìm xe rồi. Bây giờ chúng ta bấm thì nó sẽ không có tiếng kêu nữa, mà nó chỉ có là chớp xi nhan thôi. Rồi, chúng ta muốn bật tiếng kêu lại thì chúng ta nhấn giữ cho mình, chuyển qua đèn xanh lại cho các bạn. Đó, lúc này có tiếng kêu. Ok các bạn ha. Rồi, trên cái remote này thì nó có tính năng đó là nhận diện chủ xe. Tức là khi chúng ta cầm remote tới gần 2m, trong phạm vi 2m, tính từ cái cục này nè các bạn, tính từ cục ECU của nó, bán kính 2m thì chúng ta có thể mở được xe. Ví dụ như chúng ta đứng ở đuôi xe chúng ta vẫn mở được, chúng ta đứng ở đầu xe cách đó 2m. Đây, còn cầm remote đấy các bạn, tới đứng này đứng cái bậc thềm là được em. Ê, đây, tính từ cái ECU nha các bạn. Đây, thợ mình đang đứng này, remote đang cầm trên đây các bạn này, vẫn mở được bình thường nha các bạn. Tức là tính từ cái trung tâm, là trung tâm của cái ECU này các bạn ha, quanh xung quanh xe là 2m đó, thì chúng ta có thể mở xe bình thường ha. Rồi, tắt xuống thì chỉ cần đi ra xa xe, tự động nó sẽ lock luôn. Rồi, ok. Bây giờ gửi chìa khóa cho chủ xe cầm nè. Nếu mà bây giờ xe ra remote không có trên người, mình đi tới gần, mình mở khóa, mình nhấn vào, nó không có tác dụng nha các bạn. Đây là cái mặt khóa CNC nha các bạn, nấm CNC và mặt khóa CNC. Đó, nhấn vào không có tác dụng. Nếu chúng ta cố tình mà chúng ta xoay thì nó sẽ tiến hành xoay tròn. Cái combo này thì chủ xe đã yêu cầu mình gắn một cái núm CNC cũng như là cái mặt CNC rất là đẹp các bạn ha. Cái mặt này thì tí nữa chúng ta sẽ gắn cái ốp khóa của nó vào thì nó sẽ vừa khít luôn. Tí nữa mình gắn xong mình sẽ quay cho anh em xem ha. Nếu mà cố tình mình xoay tròn thì nó sẽ xoay tròn như thế này, chứ nó không có lên điện các bạn. Rồi, ok, mình cầm remote tới gần nè. Mình nhấn vào nè các bạn. Đó là đèn trên ổ khóa sáng màu xanh lên, chúng ta vặn lên thì lúc này nó sẽ cho phép chúng ta mở điện. Đó. Rồi, lúc này thì chúng ta có thể khóa cổ cũng bình thường luôn. Đấy, khóa cổ đấy các bạn. Đây, khóa cổ bật xe lên. Còn chúng ta muốn mở yên
Mở yên thì đối với xe của ổ khóa zin của hãng á, thì chúng ta mở yên thì chúng ta phải nhấn về một nấc, bật về một nấc, sau đó chúng ta nhấn vào nút thì chúng ta mở yên. Cái này thì chúng ta chỉ cần là mở yên, mở xe lên, mở xe lên có điện các bạn ha, nhấn nhẹ một cái vào núm thôi. Thì lúc này chúng ta có cái yên được mở ra, nhấn lại, nhấn lại cho anh toàn. Đây các bạn thấy rất là đơn giản nha, yên tự động bật lên rất là nhạy rồi, nhấn lại coi đó, rất nhẹ nhàng các bạn ha. Ok, như vậy là toàn bộ cái tính năng của cái bộ khóa này các bạn à, nhìn thì đơn giản nhưng mà nếu mà chúng ta xài hàng hãng đấy thì nó cũng có một cái độ tin tưởng nhất định và an toàn rất là cao đó. Và lắp lại thì cũng rất là đẹp, ổ khóa này núm tròn, núm CNC luôn, rất là đẹp. Còn mình chủ xe này thì cũng không thích cái núm zin của hãng nên không lấy cái bảng mà có full, có smart key các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lắp cái dàn áo và sau đó mình cho các bạn xem về cái mặt khóa rồi cái lúc mà mình lắp vào nó như thế nào nha. Ok. Rồi như vậy là bên mình đã lắp lại thông dàn áo nha anh em. Thì bây giờ mình show cho anh em xem cái mặt khóa nha. Đây. Nó vừa vặn với lại cái bờ zin của xe luôn các bạn ha. Cho nên là gắn vào là như zin, rất là đẹp các bạn. Có núm CNC và mặt tròn rất là đẹp ha. Đó. Rất đơn giản, nhẹ nhàng, vặn cực kỳ nhẹ luôn các bạn, vặn cực kỳ nhẹ luôn. Đó, các bạn thấy nghe thấy tiếng mở không? Rất là nhẹ nhàng. Đó, khóa cổ này. Xong, như vậy là xong. Đó. Các bạn thấy không ạ? Rồi, ok. Full một bộ thì có một remote nha các bạn, như vậy nha các bạn. Rồi, ok, anh em nào có nhu cầu lắp smart key thì hoặc là muốn lắp smart key, muốn tư vấn thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên góc màn hình cho shop nha. Bên mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh em trong quá trình mà muốn lắp đặt nha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt.